trong hành trình hơn 10 năm kinh nghiệm về chuông xoay và học được ba trường phái Nepal, Ấn Độ và Tây Tạng. Đó là những cái gốc Lai muốn chia sẻ những cái gốc này đến với anh chị em đang và muốn tìm hiểu về chuông xoay này. Chiếc chuông xoay này cũng như một người bạn, như vị thầy của mình. Nó rất là hay khi mà có sự kết nối với chuông xoay, những người bạn, những người thầy này sẽ cho bên trong của chúng ta những cái điều về tâm thức bên trong của chính mình, về những điều mà đời sống của chúng ta cảm thấy khó chịu. Thì chiếc chuông xoay này là phương pháp hỗ trợ cho chúng ta về mặt bên trong lẫn bên ngoài, cho chúng ta được những điều tâm khỏe và thân an. Làm sao để kết nối được cái thân khỏe tâm an chuông xoay mang lại? Cần cái sự vận hành hiểu biết, cũng như cái việc mà mình phải cần học được cái chuông xoay, mình mới biết cái sự vận hành đánh làm sao để nó đi vào hiệu quả. Người Tây Tạng mới phát minh ra trị liệu về chuông xoay và có những cái công thức bài học được phương Tây phối hợp với người Tây Tạng để đưa ra những cái khoa học về bộ môn chuông xoay này. Người Nepal và người Ấn Độ, đặc biệt là người Nepal, họ chỉ sản xuất và chế tác ra những chiếc chuông để hỗ trợ cho chùa. Trong chùa vận hành nhiều năng lượng tốt lên, thì trong những chiếc chuông xoay này, người Tây Tạng mới tìm hiểu và làm phương tiện trị liệu về sức khỏe. Thì từ đó có sức khỏe về tâm linh. Người phương Tây vào Tây Tạng mới tìm hiểu để phân tích ra là tại sao có những sóng âm tác động vào đâu trong cơ thể vật lý. Thì người phương Tây họ phân tích ra, và lúc đó cộng hưởng giữa tâm linh và khoa học mới đưa ra những bài đánh trị liệu về chuông xoay. Người Nepal mới đi theo và người Ấn Độ mới đi theo. Thì người Nepal với Ấn Độ lúc này là chỉ là một thôi, nhưng sau này về chính trị thì họ mới tách ra. Nên là Lai cũng nói thêm là trường phái Ấn Độ và Nepal. Thì trường phái Ấn Độ và Nepal đánh chuông là gần như nhau. Họ vận hành theo sau những người Tây Tạng. Người Tây Tạng thì không làm được chuông mà họ vận hành bằng chuông xoay trên hệ thống luân xa tâm linh huyền học. Họ chỉ có thực hiện thôi, còn về chế tác là người Nepal làm tốt nhất. Không ai làm được chuông xoay như người Nepal. Nó còn mang yếu tố về kim loại đặc thù ở Nepal. Cần có những bài đánh và kiến thức rất là mênh mông để hiểu được về cái gốc á. Người Tây Tạng làm chuông mới là cái gốc mọi người hiểu được về sự vận hành của chuông. Mong rằng sẽ có sự kết nối ở bên ngoài để anh chị em chúng ta kết nối và tương tác với Lai, sẽ chia sẻ được nhiều hơn. Xin cảm ơn mọi người.